Hai cả nhà, happy Friday cả nhà. Cái mèo tới kìa. Dạ. Happy Friday. Hello cả nhà. How you? Này, mèo này ngủ chưa nó ghê. Gì vậy? Nó cười, nó mừng. Yo, happy Friday. Úc không lên. Không lên hả? Chắc luôn đi. Thế Úc đi lên nghe chứ. Ơi. Này muốn gì đây? Lung tung xì ngầu. Gọi cá gì cũng ăn chip à, ăn chip mà lấy chip qua nhá. Thử trước, nên mình thử làm cái thử trước coi nó có ngon không. Cá. Lỏng nữa, ôn phi đâu? Bác Phi đi nó quay về. Kia ngọc kia. Bác Phi đi đọc tin xấu bác Phi đi về. Hai anh Ngọc. Hai anh Ngọc. Hai bác nghiệp chưa? Hai chỗ cái cậu. Hai bác Hòa. Hai Toàn. Hello cái đi. Lấy dao xuống luôn mèo. Cắt tôi hủ. Có dao chưa? Chưa. Rồi. Sao? Ồ, nó hoàn toàn. Cái dao nó sao lại được em nói chưa? Chạy nước. Được mà. Còn con nước ấy. Bỏ đổ ra cái nước. Cái bát chén này đi. Đổ ra cái chén này đi. Được chứ. Gà nấu chao đi. Vịt xưa. Hôm nay là không làm theo cô ba Bình Dương, nhưng mà nay làm cô ba Chợ Lớn. Làm gì cắn móng chân vậy bà? Của ai đấy? Cô Mai cũng bán nhà, hả? Cô Mai cũng bán này à? Mãi đi đâu rồi? Bán ra tới căn đây để. Ồ, của mì à dớt đó hả? Thank you con nha. Ok rồi. Lẩu gà đó. Gà nấu chao. Gà nó đi lạc nữa. Được. Gà nấu chao thì nấu chao. Hai ngọc. Gà nấu chao chứ dịch xưa rồi dịch ăn nhất mình á. Gà này nó nằm trong nồi nó không bị sặc chết luôn. Sặc mùi chao. Gà hồng xả rồi. Gà này nó ăn chay. Không ai hú có hiện nào không? Nó là chưa tới ngày. Của Khánh Ngọc đây. Khánh Ngọc. Cảm ơn bác Hiệp đi. Thank you bác Hiệp. Thank you anh Hiệp. Mà kêu bác cũng giận, không cho này ha. Thank you anh Hiệp, cho thêm dĩa nữa hả? Dĩa bác Thảo kêu cô Thảo. Lại là thứ sáu nữa. Còn quá nhanh ha. Nhanh hả? Tôi điểm từ ngày đó không? bởi nó mới tí xíu thôi, còn 4 chai mà. Đẹp trai, bảy cái mới cần đẹp trai đó. Lúc anh về 4 chai rồi. Không biết. Rót hai tua chai, hai tua chai. Lúc mà tôi về 11 giờ tôi về là thấy ông kia là thấy cũng ấy lắm rồi. Tôi về rồi. Nam mà nghe đấy là lúc mà mình về đó nào uống xuống dưới uống đó. Xuống dưới uống ra xuống dưới. Đập tua đấy. Sao nổi. Nếu mà cái điều đó mà đừng cho uống bia, hai người cho ok. Tỉnh. Đề nghị uống đi à? Không lần. Không lần rồi. Anh tỉnh. Giống như bố hôm ở nhà anh Hòa đó. Bố hôm ở nhà anh Hòa ngồi cười cười 1738 đó. Nó ngừng hết chứ bộ. Buổi tiệc đến cha ra mãi cho mời đó. Đủ. Vậy là chú Úc cũng chưa về à? Đúng không? Chưa về à? Về sang cùng mà. Em như mẹ ông hộ. Ghê. Anh chơi mấy? Hôm đấy như thấy đi học đi, mà ông uống như nước gốc vậy, thôi sợ quá, sao đâu kêu đi trốn luôn. Chào mấy bác, uống thì cho em xin rút chân ra. Uống yếu. Của từng bỏ bia rồi. Chưa chỉnh xong rồi uống. Mở trên kia mà không uống trên kia. Sao từng bỏ bia ra. Nãy giờ ngồi yêu lên tiếp từ bao bia rồi. Gắn con cục đó mà đổ mồ hôi mới ghê. Tâm mà. Tỉnh qua đây em.
tính với đây chơi thôi, không có uống à. Năm đặc biệt nãy chưa biết, năm nào đổ bố rồi. Mấy ông tay trái làm ăn tơi tơi quá. Rau ăn ăn đọt non không lá bỏ đây ăn như bò ăn ăn lá. Sau vừa hái rau muống vô ăn. Đây ăn bò rồi có khi là phải phải hái. Hỏi hái sao hái dục hết đi hả? Hái để cho dục đi để cho cái non nó đâm chồi. Chơi sốc. Chịu nhiều lâu hết rồi. Bây giờ hỏi ủa sao quá giờ hái mà dục đi hết rồi. Thì bây giờ hái mấy cái này đi dục đi để cho mấy cái non đâm chồi. Ôi đà. Dạ, nhìn hàng quá. Bởi tôi này mua một cái kem ngày 1, 2, 3, 4 này. Muốn hành chú nó toàn mới là nói là mang xuống rồi. Mang vô rồi đi. Em lại coi cái kia kìa chứ, kìa đã lắm. Để các bạn vào bọn tôi ngay ngày nó bao nhiêu nhiệt độ cũng ngọt. Không, để chắc có ok. Thì thấy thứ 5 thì xong, tới 5 thì xong mấy rồi. Chưa tới mà đúng không? Có thể lúc đó ok nào bảo ok Arizona rồi đi Arizona đi nào thứ sáu tuần tới là đi rồi hình như thứ sáu là nên được sáu mấy độ rồi mà biết thứ bảy là cái chuyển đổi cái thứ bảy là nó không xong mà là có nắng mà trời được yêu không tắm á Ngọc ôi Ngọc không tắm ngứa đầu à yêu mà tính hả cái gì cũng thể ổn mấy anh mày cứ không nấu làm mát rồi vẽ ra ghế không có đâu không sao cái nào ok không ghế thì không sao nhưng cái tường là kia không sao đâu nó không dễ được tường đâu phải sao cái này mà dễ chăng đâu à bữa mới nói nó không dễ ăn tường ngồi sáng thì vô phòng thấy qua hai đốm cái đầu nằm mình nó mới ghê chứ không nó mấy cái tường nó mấy cái người nó mới ấy mà nó mấy tường nào hiệp ba đứng đầu rồi không bài vậy không à đi nước qua cho bà huyền đọc ăn đi nước bà qua đi đọc kinh ba chế à đó ông bên ông hiền nè ông hiền nè ông kia ông gạt gà cho chú ông hiền ơi ông chế à xong rồi đời như thế thì tôi bảo chứ hai nào cái ông đấy ta bảo ông xin tiền trong nhà thờ bảo ông anh của ông là cái hai vợ chồng cao mà ngồi rất là ngồi cái cuối mới đó nghiệp đầu đi đại mới mấy tháng nay nó không biết ông ấy mới mấy tháng nay này cái người đấy mới qua rồi đâu qua lâu rồi qua cỡ em cỡ không đi không ngủ nhà thờ rồi mấy tháng nay không thấy ông ơi mà mới qua cỡ em à vì anh nghiệp đâu rồi đâu đi nhà thờ là anh nghiệp không để ý không biết mấy người đấy đâu biết cho biết ông ngày tuần vừa rồi thôi tuần trước thì là ông anh ông dân đi dân quả đấy nhà rứt rồi tốt rồi tôi con chó đi nha dạ con chó này tôi đi ok nữa chó chó nó ngồi đây kêu chó chó cái tôi thư viện đúng không cái từ trái của đấy cái này vô cái này không phải đâu nha thiếu viện thì thiếu viện nó vẫn là ok nào ok mất lai không hả được không đô quan mà uống đó thì nhắm mới thấy được đô thì xuống giá rồi nhưng mà mấy người đang ngồi trên mà đâu phải ngồi dưới chỗ đánh đánh không tụi em ngồi dưới chỗ đánh trống anh Hiền ngồi anh Hiền cũng ngồi ghế đấy luôn ngồi ghế đâu kê mà cái ông đấy đứa tẩy Hiền quân trong mà không thơ tụi em mà không lực á Hiền à mấy ông lộn xộn này khi đánh thì không đánh nhưng khi đánh thì lại đánh ấy mà cái ông đánh trống ông mới lộn xộn đúng là nhờ UC Hiền đợt này lộn trộn đấy mà móc người mà hai ông cứ đánh xong bỏ ra cứ bỏ ra quậy nhau rồi đấy cái đấy vừa rồi rong rải vậy lộn xộn mấy năm trước ok à năm vừa rồi mẹ đánh trống nó cũng buồn cười sao rồi. Năm nay chẳng có cái bài đọc mà đó là ngày thứ hai rồi ngày thứ ba nha thường là cái lấy là chính là cái bài đấy bài chính đấy mà sao năm nay không thấy cái bài đọc đấy này ông cắt hết luôn rồi không mà ông có nhiều bài đọc anh Hiệp mà không có cái bài đọc ông tao đọc sắp đi rồi ông ấy
ông cứ đổi hết người á, mấy cái người kia biết giống như là ngắm này. Mẹ coi coi. Ngắm này là đắng cái bà cử quái rồi. Bà cử giờ năm nay không tôi không có. Đâu cho bà làm ở đâu. Bác Hiệp đâu có nước trà đâu con. Nhiều nước trà nó cũng học. Bác Hiệp đang chụp hình được khét kinh cầu chừng nào. Bác qua bà ao bảo là đi đọc kinh chừng cầu chừng nào. Mấy người đã biết đọc kinh nào. Nó mới đọc ra. Nó mới đọc ra. Nó mới đọc ra. Nó mới đọc ra. Bạn biết sao? Tại vì cầu cho đến cầu đấy. Mấy cái câu trả lời. Mày xin phép ông Tam đưa mày về nhà mày. Mày ông kia. Bạn có thấy thế không? Thấy thế không? Thấy thế không? Thấy thế không? Ông ấy bằng tuổi cô hề đấy. Mấy con của anh cũng lớn hết rồi. Không phải đâu. Không phải. Cái đêm Phi Hùng đêm đêm đầu qua hôm sau đêm sau bác Phi chạy đi mua thuốc cho Phi Hùng muốn táo bón này. 13 năm rồi. Bên này sôi rồi Phi này. 13 giờ là 18 rồi, nó 17 rồi. Không thấy. Chưa thấy. Có thể chắc thì đúng mà lại xong cái chuyện đi ra tại thế mình quá. Sao mình chơi sớm rồi ấy. Bây giờ bắt đầu không? Hôm nay cái chú Hậu như là con nghe hiển. Ông Hậu ấy. Ông Hậu ấy. Ông mà có 5 đứa con gái mà cặp bên nhà anh cọp á. 5 đứa gái luôn hả? 5 đứa gái. Ghê vậy? Năm đứa con chú Ông gì ung thư gì mà.
Có ông ấy, hồi Tết ấy. Ê, ê, người ta đang là chơi hồi xưa ông hát ấy, trên cái máy ấy. Ở trong cái nhà quán ấy, người ta mở ấy lên đây. Hello. Lúc mà em chưa đi, em nói thật sự, lúc mà em chưa đi thể như đi thể như thế này, em bảo đi, không có xin tiền thôi. Bên trong cái đồ, một đứa đây là một đứa đang nói. Sợ mày luôn rồi. Thần tượng, thần tượng mà kiểu này không được rồi. Thần tượng mà kiểu này phá hư thần tượng rồi. Siêu quậy. Có được không? Có đừng có nhảy nữa siêu quậy. Anh chú xe hiền đó. Mới chưa được 1 năm có hết. Mất hết mấy ông trẻ không? Quá trời luôn đó. Ông sĩ 56 năm mấy, năm 54. Em nhớ là hơi nhiều á. Còn cái ông thì mới 60 gì đấy, ông mà tiệm neo. Ông này gì đấy, ông bố của ông hay gì đấy. Ông chỉ 60 tuổi là chưa tới 6, năm mấy à. Bằng anh Hiệp. À, bằng Hiệp thôi. Sĩ chết sớm, chết vầy. Nhưng mà ông cha là bị ông mắt tay quá. Trong 1-2 năm nay là dân trẻ chết. Ông cha mày ông mắt tay quá. Em bảo là bà em vô phục vụ nhà sứ em đâu dám vô đâu. Mà em sợ hay quá. Sợ chúa nhập thể. Ơn gọi kêu luôn. Tiếc mà. Ơn gọi kêu lẹ quá. Hôm nay mẹ này bình thường chúng ế để chơi hết. Mời mẹ đây. Chúng hả vậy? Lấy dầu đi cho mẹ chị em ạ. Có nhiều anh nhiều đi. Còn nhiều không biết con đầy. Nâng nó còn con đầy. Dặn lửa lên. Con đầy. Con đầy rồi mà. Con muốn điêu rồi, con muốn điêu trên lầu rồi. Mẹ chồng tôi nấu điêu này, nhau hiểu cũng điêu. Mẹ ông nấu điêu ơi. Gà nấu chưa? Thì ăn bây giờ mà ăn tiếp. Ơi, hôm nay khỏi ăn em mà để bụng đi nè. Ông muốn điêu ơi, mẹ ăn điêu đấy về mai khỏi nấu. Không phải cho ăn chê rồi. Muốn điêu nghiệp nấu chờ hơn mẹ mình. Thôi rồi, của mẹ mình lúc nào cũng ngon rồi. Ê, cái gì bố chồng mày nấu không? Ăn thôi. Đâu, cắt rau muống, cắt anh tâm thôi. Ông bao tâm mấy tháng trời rồi. Ông bao tâm mấy tháng trời mà vẫn chưa xong. Anh sai sai. Hành trình bao tâm anh Phi chưa thấy đâu. Biết rồi. Biết hết khẩu trang gắn tay. Mũ mũ này. Không phải mũ mũ bình thường đâu nha. Mũ mà phải cái chụp cái tai nữa. Mũi ê, nó mũi. Ta bị mũi mà. Mẹ cứ nói xấu bố rồi đi. Có tao chưa? Mẹ bố tôi rồi vậy. Mẹ chính mẹ nó nói xấu bố rồi. Ôi mẹ ơi. Đổ tao ra. Dạ. Bố rồi. Khọt đó. Mẹ chính mẹ cứ nói xấu bố rồi đi. Mẹ chính mẹ cứ nói xấu bố rồi đi. Con chào. Con chào. Con chào. Tôi nãy người ta mời đại diện của cá đoàn thành phố sẽ nói mà mãi chẳng phải ai tên em. Xe không lên em. Bảo em bây giờ mới tới ạ. Em đi làm về chạy đi luôn đấy, gặp gia đình ăn hiển. Thứ ba hai bên neighbor của nhà theo lì nữa đi lên đấy cùng một lúc. Mãi mãi sẽ không lên em xin cha vậy con đại diện cho. Ủa chị cũng đi à? Đi theo đọc kênh. Ngày mai lễ đi ăn một buổi trưa đấy. Ngày mai lễ ăn một buổi trưa. Ủa mà có ai đi không ba? Đó, đi không? Đi. Đi. Ok, mai đi, gọi em đi. Bắt đầu ăn cái quan. Trời ơi.
Đâu, thường là nước nó ngon hơn cái. Ra hết nước rồi. Đây à, ai đây? Chiều nay mà sao mà được 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 được. Lúc nãy tôi thấy mày nói về đây là mày lên ký luôn à? Không, trả đồ thôi. Không, bây giờ hàng còn xuống kia khao. Ông đợi à. Ông trả đồ thôi. Cô nói chung đó mà bà. Thì nói vậy thôi, nói chính đầu. Ôi, lửa liễu rồi. Ông nói tăng quá. Ông trả đồ kiểu mà muốn tới nói chuyện anh Phi kia đâu. Không, không giờ. Ấy gì chưa trở lại. Bây giờ không phải nói gì. Cái bây giờ mới đi chụp chụp. Mưa hòa hả? Khó lắm, khó lắm, khó lắm. Không, nếu mà bây giờ không, không cần nói gì hết. Bây giờ nói ơi, cá hôm mai gần luôn, cá hôm mai cộng ba mẹ luôn. Chưa được thằng cá hả? Ừ, cho con. Hả? Nguyên bao luôn mấy con vậy. Bỏ con bao luôn. Vào đây. Thứ năm mình ghế mà bỏ không? Bảo có yêu lên đấy là bảo ông Tùng ấy. Năm như mấy giờ? Đùa. Tao bảo con chiên lạc loài. Năm 6 giờ, 6 7 giờ chứ. Mười rưỡi. Đâu lấy mười rưỡi các ngày chiều. Đâu, mấy buổi chiều. Đi mấy buổi chiều ấy. Chính rồi, em đâu sẵn rồi. Không. Đâu. Thứ năm là 7 giờ như vậy còn. 7 giờ tối rồi. Gà nấu chao. Thì đến buổi chiều đấy. À, chân vừa thôi. Quên. Đâu, tại vì nó quên nó đang ngủ nơi sữa rồi đấy, đáng lẽ nó lấy vịt. Nhưng mà nó nói là mang con gà đó. Đó, trong đó có một con gà mà sao bắt ngay một con gà đấy. Con gà vô bà giờ hả? Con gà. Nhưng mà cái đấy là cái con vịt. Nhưng mà cái là gà đó, mau mau con gà à. Không thể mấy ông là gà bóng bỏ vịt vô. Nghĩa là cái con gà này em thù nó mà không thấy nó rồi. Khác anh thù anh à? Chắc lại thù người ta à? Tôi phải cứ nhìn cái không, cái này, tại cái vì không. Sao thù mình vậy ta? Em không biết nữa. Không không, tại vì em nghĩ là vịt á phải thợ ăn hàng không được. Tôi nghĩ cho nên em làm miếng gà. Em tớ an tâm đấy chứ, tớ an tâm đó, vịt ông thích. Thực ấy thì có là ấy chứ. Nó sung có, ông nói sung có à. Sung rồi nó che nó rung hết rồi. Đúng nè. Ăn bún mùi đâu đúng rồi nè. Bạn nào vào chồng nè. Ê. Anh đúng, nó sung anh hỏi rất là nhiều ấy mà bỏ. Bỏ xuống dưới này nó thế nào. Những người chưa có con thôi. Thôi hàng hàng ăn đi em. Để chờ. Mà gặp mà gặp. Mà chú chuyên đó. Nhưng mà được hoặc bắt được chưa? Hay là đã có đang có sắp con chưa? Được rồi. Anh em tôi là 5 giờ, 5 dưới rồi, tới đấy rồi. Nhưng mà từ 5 giờ 6 giờ, xong 5 giờ đi. Bye gặp. Bye gặp. Bye lớn rồi. Wow. Chắc nó mới qua Thái Lan hay là mới qua Hàn Quốc? Nó mới qua Hàn Quốc, anh Nhật luôn rồi. Dễ thương mà. Ngồi chân bên quán bên đường, anh mất mũi cười, em làm gì đóng lòng anh. Chuyện cho bên nhau, ngồi kia mưa đổ liên hồi. Nói trắng nên đâu, anh làm sao xem tim.